Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hai mẫu giày bata. Một mẫu không có G và một mẫu có G như thế này. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách móc mẫu giày bata không có G, màu nâu như thế này. Thì dụng cụ gồm có len mill cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len. Bây giờ các bạn dùng màu nâu nhạt móc cho mình một mặt đế giày len. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần đỉnh giày và thân giày như thế này. Các bạn gây nên cho mình một mũi móc xích. Ở cái chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Lưu ý là ở đây nó có hai cái chân móc, các bạn móc vào cái chân phía trong cho mình. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân phía trong này. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân phía trong. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn cứ móc tiếp cho mình các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó các bạn gây nên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép, móc cho đến hết hàng cho mình. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng dùng mũi dời móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình. Sau đó gây nên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Bây giờ chúng ta tiếp tục móc cái phần đỉnh giày. Thì các bạn đếm cho mình ở phần mặt đế, cái chân mũi chụm đầu tiên này, các bạn đếm lùi lại cho mình. 1, 2, cái chân này các bạn gióng lên cho mình là cái chân này và cái chân ở phía bên trên này. Đây các bạn nhìn lại, đây là cái mũi chụm, đếm ngược lại 1, 2, sau đó các bạn đưa lên 1, 2. Chúng ta móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc cho mình vào cái chân ở phía trong là cái chân móc này. Các bạn đâm kim qua chân móc, sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Các bạn bỏ qua chân móc vừa móc, móc vào cái chân thứ hai này, móc vào cái chân bên trong, móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân này. Ở hai chân móc kế bên, các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Lưu ý là bây giờ chúng ta sẽ không móc vào cái chân mũi phía trong nữa, mà chúng ta sẽ móc hẳn vào cái chân ở phía ngoài này. Các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Chân kế bên các bạn móc cho mình một mũi kép đơn.
tiếp tục hai chân móc kế tiếp cũng móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Các bạn cứ móc cho mình như vậy lần lượt xen kẽ cho mình cho đến khi chúng ta được 7 mũi chụm xen kẽ. Thì sau khi móc xong 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn như thế này thì ở cái chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Hai chân móc kế bên các bạn móc cho mình hai cái chân móc này chụm lại thành một chân. Lưu ý là bây giờ chúng ta sẽ móc ở cái chân ở phía trong này, móc vào hai cái chân móc này, móc cho mình hai chân này chụm lại thành một chân. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Hai chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Tiếp tục các bạn móc cho mình hai chân móc kế tiếp hai chân móc này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Hai chân móc kế bên các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Các bạn cứ móc cho mình hai chân móc chụm lại thành một chân, móc cho đến hết hàng cho mình. Sau khi móc các mũi chụm cho đến cuối hàng thì các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Các bạn bỏ qua cái chân móc đầu tiên cho mình, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc và kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim qua chân móc kế bên, móc và kéo len qua chân móc. Các bạn làm tương tự với các chân còn lại, đâm kim qua chân móc sau đó móc và lấy len lên kim. Làm cho đến hết hàng. Sau khi chúng ta móc được các mũi móc ở trên kim như thế này thì các bạn tiến hành lấy len qua kim, sau đó móc và kéo len qua hết các cái chân móc ở trên kim. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó kéo và cắt len. Bây giờ các bạn tiến hành viền cho mình cái nửa vòng cung này. Các bạn đâm kim qua cái chân móc đầu tiên gây nên cái mũi dày. Sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của nửa vòng cung thứ nhất. Móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của nửa vòng cung thứ hai, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Móc vào cái chân mũi chụm này, móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng của nửa vòng cung thứ hai, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc cuối cùng của nửa vòng cung thứ nhất, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Sau đó các bạn dùng mũi dời móc vào cái chân móc cuối cùng này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó kéo và cắt len. Sau khi cắt len thì chúng ta sẽ được một cái phần mũi dày như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái phần thân bên trong và cái thân bên ngoài. Các bạn cũng đâm kim vô cái chân móc này cho mình, sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên cho mình hai mũi móc xích.
Sau đó móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết hàng. Thì sau khi móc đến hết hàng thì cái hàng móc của chúng ta sẽ được 11 mũi kép đơn. Các bạn cũng tiến hành móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Sau đó móc vào 11 chân móc này, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ được hai hàng móc như thế này. Các bạn cũng tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc tiếp cho mình 11 chân móc này, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các bạn móc như vậy cho đến khi chúng ta được 5 hàng móc. Thì sau khi đã móc lên được 5 hàng móc như thế này thì các bạn tiến hành móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc cho mình. Sau khi giấu len thì chúng ta sẽ được một cái mũi dài như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình cái phần thân ngoài. Các bạn đâm kim qua cái chân móc ở phía ngoài này cho mình. Chúng ta bắt đầu gây nên cái phần thân từ cái chân mũi này. Móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào cái chân móc này. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn móc tương tự cho mình các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi móc đơn cho đến cái chân mũi phía ngoài này. Sau khi móc đến cái chân phía ngoài cuối cùng này ở đây thì các bạn tiến hành móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái phần lỗ để xỏ dây. Quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua hai chân móc đầu tiên. Móc vào chân móc thứ 3 một mũi nửa kép. Như vậy là chúng ta đã tạo lên được một cái lỗ để xỏ dây. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Các chân móc còn lại các bạn cũng tiến hành móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Ở ba chân móc cuối cùng thì các bạn cũng bỏ cho mình hai cái chân kế bên này. Và chúng ta tiến hành móc vào cái chân thứ ba. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Và cái mũi kép đơn này các bạn tiến hành kéo dài ra cho mình. Sau đó kéo len qua. Như vậy là mình cũng đã tạo được một cái lỗ ở phía bên này. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua chân móc đầu tiên. Các bạn móc vào cái chân móc thứ hai cho mình, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép.
Tương tự các mũi móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Ở cái chân móc cuối cùng này thì các bạn tiến hành móc vào cái chân móc cuối cùng này cho mình. Và móc vào cái lỗ mà mình tạo ở bên dưới. Sau đó các bạn gộp lại thành một chân. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Cũng bỏ qua hai chân móc đầu tiên và móc vào cái chân móc thứ ba, móc cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép. Móc tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Ở ba cái chân móc cuối cùng này thì các bạn cũng bỏ cho mình hai cái chân móc kế bên này và móc vào cái chân móc thứ ba, chân móc cuối cùng này móc cho mình một mũi kép đơn. Và lưu ý, cái mũi kép đơn này chúng ta cũng kéo dài. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được hai lỗ, móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép, móc như vậy cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Ở cái chân móc cuối cùng thì các bạn cũng làm tương tự giống như hàng thứ ba. Cũng móc vào cái chân móc cuối cùng và cái lỗ chúng ta gây nên ở hàng dưới, móc và chụm lại cho mình thành một chân. Tiếp tục gây nên 3 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Cũng bỏ qua hai chân móc đầu tiên và móc vào cái chân thứ ba cho mình, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Các chân còn lại cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Ba chân móc còn lại cũng tương tự, bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên và móc vào chân móc cuối cùng một mũi kép đơn, và mũi kép đơn này chúng ta cũng kéo dài. Sau đó kéo len qua. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc cho mình. Sau đó các bạn móc cho mình một sợi dây. Ở đây mình đã móc sẵn. Các bạn luồn sợi dây vào trong cái lỗ mà mình vừa tạo. Thì sau khi luồn dây xong thì chúng ta sẽ được một mẫu giày ba ta như thế này. Đây là mẫu không có gờ. Và ở đây mình có thêm một mẫu giày ba ta có gờ ở phía mũi giày như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần gờ lồi này ở cái mũi giày. Thì đối với cái mẫu giày có gờ này, các bạn cũng móc tương tự giống cái mẫu giày màu nâu. Ở cái phần đỉnh thì các bạn móc cho mình các cái hàng móc này. Ở cái phần đỉnh thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía trong. Toàn bộ các cái mũi móc này đều móc vào cái chân móc ở phía trong cho mình. Sau đó móc lên cho mình cái phần thân trong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần gờ. Các bạn đâm kim qua cái chân móc thứ hai, là cái chân móc của mũi chậm cuối cùng của cái vòng cung. Các bạn đâm kim qua đây cho mình. Sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi móc đơn.
chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Móc tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Ở cái phần đỉnh này các bạn cũng móc vào cái chân móc ở phía ngoài này, móc vào đây mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Móc cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta đã móc được cái phần G này. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Cũng bỏ qua hai chân móc đầu tiên, móc vào cái chân thứ ba một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Sau khi móc đến cái mũi móc ngang bằng với cái phần thân trong của giày ở đây thì các bạn cũng tiến hành bỏ qua hai cái chân móc đầu tiên và móc vào cái chân móc thứ ba, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn, cũng kéo dài cái mũi móc lên. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại, bỏ qua chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Tương tự như cái mẫu giày màu nâu thì chúng ta cũng móc cái phần thân của cái giày màu xanh giống như là thân của giày màu nâu, cũng tạo ra ba cái lỗ để xỏ dây và 6 hàng móc như thế này. Thì sau khi móc xong được 6 hàng móc ở cái thân giày như thế này, chúng ta đã tạo lên được ba cái lỗ. Thì các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo vào các len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Sau đó cũng móc cho mình một sợi dây màu trắng để luồn qua các cái lỗ của cái chiếc giày mà chúng ta mới vừa tạo. Thì sau khi giấu len và luồn dây hoàn tất thì chúng ta sẽ được hai mẫu, một mẫu giày bata có G và một mẫu không có G như thế này. Chúc các bạn thành công!